chào cả nhà. Chị mới live stream xong. Nói chung hôm nay live stream của một mình à. Nên anh thì mệt cho nên là chị để ở nhà nghỉ ngơi á. Chị đi live. Nói chung nhiều được nhiều cô chú, nhiều bạn ủng hộ ở trên YouTube với lại ủng hộ trên Shopee cũng vui lắm. Hôm nay live xong rồi. Có nhiều cái cũng chia sẻ trên YouTube nhiều lắm. Sức khỏe của cha cũng ngày một tiến triển á, cho nên gì cũng vui. Bây giờ đang trên đường chạy về từ nhà, từ chỗ kho mà chạy về nhà thì cũng xa, với lại hiện tại buổi tối trời mưa, đường hơi lạnh. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại là Gina đang ở trên kho. Lên đây mục đích cũng là muốn thông báo cho cô chú anh chị và các bạn, hôm qua là chỉ có live stream nhưng mà không có Nan. Bây giờ Nan cũng ok, cả nhà cũng khỏe rồi. Và hôm nay là Di Nan sẽ lên trên bà bá thăm bà bá nha cả nhà. Thì trên bệnh viện thì người ta không cho quay phim, thì để xem như thế nào, để coi Di xin quay được không được thì thôi. Rồi Di cũng muốn thông báo là hiện tại là tình hình mưa bão ở Phú Quốc á, thì nó cũng rất là nhiều, mưa cũng nhiều lắm. Nãy mưa hết mưa gì đó. Và tàu bè ở Phú Quốc hiện tại là người ta chưa có chạy được, tại vì do bão á, ảnh hưởng bão, cho nên hàng hóa mà cô chú anh chị và các bạn đặt á là Di đã lên đơn rồi và đưa đi qua cái chung đơn vị thứ ba là đơn vị vận chuyển cho Di á. Nhưng mà hiện tại là chưa có ra đảo được, tại vì là không có tàu bè nào chạy hết, cho nên là cô chú anh chị và các bạn mà có đặt hàng á thì cũng Di xin được thông cảm, đừng có bỏ hay là chờ hơi lâu á cả nhà, cho nên đừng có buồn, tại vì cái này là cũng thời tiết à, Di cũng không muốn, cho nên là cô chú anh chị và các bạn chờ khi nào mà tàu bè chạy lại á thì đơn của cô chú chị và các bạn sẽ được giao thôi. Rồi Di biết là nó sẽ chảy, nó sẽ cả nhà sẽ đợi hơi lâu, nhưng mà bây giờ cũng không biết làm sao. Thì cô chú mà ai mà lỡ có đặt hàng của Di rồi thì cũng hy vọng là chờ đợi để nhận hàng giúp Di nha cả nhà. Di muốn thông báo như vậy tại vì có nhiều người hỏi là sao mà đặt cũng 5 ngày rồi mà chưa nhận. Thì thật sự là nói là hiện tại là không có tàu bè nào chạy ở Phú Quốc hết trơn á. Di thì ở đảo cũng bất tiện, bán buôn cũng bất tiện, nhưng mà cũng phải cố gắng, tại vì ở mình ở đảo mưa gió cái này là mình không muốn. Cả nhà, hôm nay là bà tại bà bá có nhắc tên Nan á. Hôm qua Di vừa đi về, chở bé Nan về á, là mẹ Mai lên coi thì bà bá hỏi Nan đâu đó. Thì hôm nay là Di mới đưa em Nan lên để thăm bà bá nha cả nhà. Bà bá mở mắt ra hỏi em Nan đâu liền luôn á. Di thấy Di hỏi em Nan đâu kiểu vậy á đó. Rồi ok, thì hiện tại thì nhân viên cũng đang đóng gói trong đây nè. Vì cũng cảm ơn cô chú chị ủng hộ nhiều lắm. Đây nè em Nan, hôm qua anh live stream đây nè. Ngồi live stream đây nè, một đống đồ nè đó. Cà phê hỗ trợ, thảo dược hỗ trợ sức khỏe giảm cân nè, có hết. Rồi đây, hiện tại đang đóng đơn, nhưng mà đóng thì đóng thôi cả nhà. Đưa qua bên đơn vị vận chuyển. Người ta khi nào mà tàu bè mà chạy lại á thì là đơn sẽ đi đến cô chú anh chị thôi, cho nên đừng có nôn nóng nha. Giờ chắc Di Nan sẽ tranh thủ chuẩn bị mình chạy về nhà, rồi Di Nan tắm rửa, thay đồ, tắm rửa, ăn cơm, ăn nước xong rồi chạy lên trên bà bá. Sáng rồi chưa có ăn gì hết trơn. Em chào cả nhà đi. Dạ, em Nan chào cả nhà đi. Dạ xin chào cả nhà. Hôm nay là sẽ đi đến chỗ Vinmec. Dạ cảm ơn bác sĩ ở bệnh viện, nãy là bệnh viện Vinmec đó. Để cứu bà bá qua cơn nguy kịch đó. Thì Di rất là cảm ơn, và nói chung là muốn gặp bác sĩ. Di muốn gặp bác sĩ, đích thân gặp bác sĩ để cảm ơn bác sĩ chuyển khoa, bác sĩ tên Đạt đó cả nhà. Rất là cảm ơn bác sĩ Đạt hỗ chuyển khoa cấp cứu là hỗ trợ gia đình Di rất là nhiều luôn. Là nói chung là tận tình lắm, mọi người từ y tá điều dưỡng đến bác sĩ ai cũng rất là chu đáo, rồi tận lực luôn cả nhà. Mọi người đều rất là tận lực và siết sao trong việc điều trị cho bà bá. Vì bà bá lúc mà tỉnh dậy á, bà bá nói mẹ Mai á mua khô tặng cho bác sĩ. Kiểu như biết kiểu như mình biết ơn á, mình muốn tặng quà kiểu gì á, bà bá nói vậy á. Thì Di cũng muốn lên gặp bác sĩ để nói lời cảm ơn. Hiện tại thì cũng không có dám, nói chung là hiện tại là sức khỏe bà bá cũng tốt hơn cái đợt là nhập viện, nhưng mà mình không có dám nói nhiều nha, cái nhà bác sĩ cũng không cho nói nhiều. Để từ từ thì sức khỏe của bà bá hiện tại là cũng đã tốt rồi, tháo ống thở rồi, nhưng mà trong đó là cũng có nhiều lời cầu chúc của cô chú anh chị á, rồi gia đình cũng cố gắng, rồi bác sĩ cũng cố gắng tận lực,
rồi lời cầu nguyện của khán giả, thì sức khỏe của bà mỗi ngày đều tốt hơn, thì mọi người cùng Di Nan cầu chúc cho bà bá sớm ngày bình phục, mọi thứ đều tai qua nạn khỏi nha cả nhà, để sớm trở lại để làm vlog phục vụ của chú anh chị và các bạn có thêm nhiều tiếng cười. Còn bây giờ Di Nan đi về rồi, vậy đi. Di mới chở mẹ ra cái chỗ đón xe bus cả nhà, mưa quá trời, mưa rồi, mưa quá mưa. Dạ đứng chờ với mẹ luôn ha, chờ xe bus xong rồi đi. Nó mới chạy xuống á. Cũng may mắn là chuyến xe này chạy xuống nhưng mà hồi chuyến tháng nó chạy lên. Vậy hả? May mắn là ở Phú Quốc nó có những cái tuyến đường miễn phí vậy nè, xe nó chạy liên tục vậy cả nhà. Ai mà biết cách đi là đi đỡ tốn tiền. Mưa quá trời. Mưa quá mưa luôn. Cho mẹ lên trước để mẹ là còn coi ngó cha nữa, còn Di Nam là một xíu sẽ lên sau rồi đi vô thăm cha luôn. Lúc mà cha tỉnh lại tới giờ cũng chưa gặp bé Nam cả nhà, gặp Di rồi mà chưa gặp bé Nam. Bé Nam đâu, mẹ nói bé Nam mới về đó, hai đứa nó mới đi về đó, giờ tôi lên thì hai đứa nó về rồi. Ừ. Rồi xe tới rồi cả nhà ơi, đi đi mẹ, chạy ông ơi, rồi đi lên đi, có gì lên đi sau. Tiện quá cả nhà, có xe đưa rước thoải mái, khỏe quá, đỡ. Chứ chạy mưa chạy gió gì mà chạy xe máy mà kiểu này lên trên đó xa nữa, đường trơn trượt nguy hiểm lắm. Anh buồn, anh thằng anh buồn, anh cho chị xin, anh xin chị xe cho anh chạy xe, sao anh chạy qua bệnh viện luôn, chạy tới bên kia luôn, nhận lên Vinber luôn. Cái gì thấy nó xa quá, cái gì kêu anh lại. Bên anh hay lắm, bên anh tự xe qua bên 2 kilo, 3 kilo luôn. Rồi bây giờ đi vô thăm bà bá cả nhà. Trời, thầy không giả. Cầm tay lên máy bay rồi. Bà mai lên máy bay hả? Ăn đi trời ơi. Thôi cha khỏe rồi cả nhà ơi. Đó, cha biết là biết bao nhiêu người cầu nguyện cho cha không? Hơn 100.000 người á. Cầu nguyện cho cha. Đúng rồi. Gia đình ai cũng cố gắng chúc cho cha ấy cố gắng, rồi khán giả thì cầu nguyện cho cha tai qua nạn khỏi. Các y bác sĩ là tận lực hết mình cứu chữa đó. Cha bởi vậy mới cha mới qua được á. Gắng lên. Rồi, con nhớ ơn cái bọn, nhớ ơn bác sĩ với bọn. Kêu mà mùa khô tặng bác sĩ. Mùa khô là cái gì? Mấy con cá khô á. Ờ, cá khô, một khô rồi đó. À, qua nè cả nhà ơi, lần này là đó, bà bá tỉnh rồi nha cả nhà. Nhờ có bác sĩ khoa cấp cứu đội ngũ bác sĩ cứu chữa, bây giờ cha qua được cái cơn nguy hiểm rồi, bây giờ đang hồi phục dần dần. Bác sĩ đội ngũ bác sĩ ở Vinmec cả nhà, giúp cho bà bá qua được cái ải này. Đâu. Gia đình nói chung là khán giả cũng cũng chung tay cầu nguyện giúp đỡ hỗ trợ nhiều lắm chơi. Bác sĩ em học bên nước ngoài á. Ừ, học bên nước ngoài rồi, dán ăn vô đừng nói chuyện, ăn thôi. Ăn thôi nha. Dạ ba nói muốn đi máy bay gì? Không biết nữa, đi. Bà bá hiện đại, bà bá hiện đại, hiện đại bà bá hiện đại là chưa có, không có minh mẫn cả nhà, nó cũng là tỉnh rồi nhưng mà chưa có minh mặn lắm, nói thì sẽ hơi bị sàng sảng xíu. Vì kiểu như vì hơi bị sảng á, vẫn có ai bán giá đồ có lên đâu. Vẫn còn bị sảng á cả nhà. Cha mới mở mắt á, kiểu như cũng được 2 ngày à, vẫn còn hơi sảng, ý thức vẫn còn mơ hồ lắm. Gán vô. Cha ăn hết đi. Nãy mẹ đi giúp mẹ, mẹ con qua. Cái giúp dưới cái chân ok. Mẹ không biết ông nói sao. Nói sao? Con đâu có bệnh gì bà chó. Chị nhiễm gì? Cha biết giờ ngủ mấy ngày không? Biết. Cha có mơ không? Con hỏi, con hỏi cha trong cho lúc cha hôn mơ, cha có mơ nằm mơ không? Nằm mơ gì? Nhớ gì? Nuốt. Từ từ vậy. Vừa ăn vừa nói chuyện không được đâu. Chắc cha có một giấc mơ dài ha. Bà 30 thấy cái giá 6 không?
mời thấy giấy số không kìa, chờ mấy anh mua kìa. Mua dù bạn trúng số đặc biệt kìa, về tặng cho bác sĩ nha, nhớ ông bác sĩ kìa chưa? Nhớ ông bác sĩ. Mua giấy số 94 đi. 94 hả? 94 thì 91 rồi bác. 94 hả? Bao nhiêu? 4994. Rồi em chết rồi, cả già đi mua hết 6 rồi. Nghe tiếng này mua hết rồi, tôi mua cái gì nữa? Thì tiếp ở gặp ngày thấy rồi. À tiếp ra là tiếp là thấy rồi ha. Thấy rồi. Rồi ok em, 9449 nha. Mình mua xong rồi mình mới đăng lên. Coi cái chúng đặc biệt cái lưới qua Thái chơi nha. Ở đây bác sĩ cũng chăm sóc cha dữ lắm á, cũng lo, cũng massage, cũng sức lưng sợ bị lỡ lét á, lo dữ lắm á. Cảm thấy không? Nào. Ở đây điều dưỡng với lại bác sĩ y tá tận tình lắm á nha, mình nhìn mà lo còn hơn là người thân lo luôn á. Mình không biết chăm sóc. Mình không biết cách chăm sóc á. Không biết cách chăm sóc còn. Bác sĩ y tá thì biết cách chăm sóc. Mà nhẹ nhàng dễ thương lắm. Mẹ Mai mà không biết cái gì là hỏi là giải thích với lại nói chuyện từ tốn lắm, dễ thương lắm cả nhà. Nếu mà bà cảm thấy không con cầm bà bá. Thấy. Cảm thấy đúng không? Con cảm giác thôi, có cảm giác. Có cảm giác đúng không? Vậy nhà soi dáng khỏe lại và độ hai cái ống đèn là bóng đèn nha cha. Bóng đèn của cha hơi yếu nha. Bóng đèn, cái này gọi là bóng đèn. Bóng đèn nhỏ xíu. Nhấn tay với hai chạy xe đi qua luôn, đi qua bệnh viện mà chạy gần lên Vinpearl luôn, chạy tới bệnh viện. Sao không thấy bệnh viện nào? Ráng khỏe lại đi rồi có gì mình họp gia đình lại, ngồi lại họp gia đình. Hỏi đồng, hỏi đồng có quản trị gì đó, họp lại. Có gì là kiến nghị lên. Kiến nghị. Con lấy cơm cho con có ăn nè. À. Chắc nhớ bà bá, nhớ người dọn chung với bà bá. Nhớ một cô không? Em mở mặt cho bà bái nhìn cái. Ừ, xúc trang. Không, dễ thương mà. Con sao không bà bá? Nếu bà bái sang có sự mặt mày thế nào? Rồi, nhìn đi, thấy rõ mặt không? Cha. Thấy không, thấy mặt chưa? Là em đây gần nè, đây gần nè. Gần gì thì là bà bá nhìn tôi. Gần hơn quá bà bá không nhìn được. Dạ. Không nè, bữa nay vui nè, mới ăn được nè, chứ hồi hôm sớm giờ bác sĩ kêu ra không ăn đâu. Ăn mới có sức khỏe, cha hiểu không? Cha phải nghĩ là đừng làm nghĩ là làm biếng ăn. Ta ăn thì có mới có sức khỏe để còn đấu tranh với bệnh. Ăn đi, ráng ăn vô, ăn xíu đi ha, ăn xíu đi. Cha ăn xíu đi. Ráng ăn vô. Ăn vô đi rồi mà cho bác sĩ điều trị giúp cái bệnh của cha. Đang cha hiện tại bà bá cũng đang bị hành sốt đó nha, lúc sốt á, vậy con virus nó vẫn còn làm cho bà bá bị sốt á. Giờ đang đội ngũ y tá bác sĩ đang cố gắng để điều trị giúp cái sốt này rồi mới bà bá mới xuất viện được. Ăn được. Con nói thiệt với cha như là một phép màu luôn á. Con nói với cha là đưa lên đây là như một phép màu luôn á. Chứ người ta là bó tay nữa. Lúc mà cha đang cấp cứu là con tụi con là từ bên Thái đây bây giờ á. Thôi được rồi, được mẹ gì rồi, đừng ép nữa, ép hồi ép. Mẹ ăn cái gì? May mắn quá, đỡ lo cả nhà. Vì mấy bữa trước còn quá lo luôn, lo bị chết luôn á. Vị chua, ăn cho nó ngọt, ăn cho nó có vị á, ngọt ngọt vị chua. Cái này nha đam nè. Mẹ biết lúc mà con chạy xe trên đường á, con thấy gì không? Tự nhiên cái con thấy cha. Thấy cha mà hình ảnh của cha mà cha đội cái nón tay bèo mà mặc cái áo bảy màu á, mặc cái quần xà lỏn á, cái
tự nhiên cái lại dơ ngón tay lên, mấy con gì nè, lúc mà con mới về á, con chạy xe dưới đường á, cười với con mà mặt đỏ lắm, mặt cái mặt đỏ lét, đỏ lét à. Cái mặt đỏ lét là không phải cha đâu đó. Đi vô nhà lại. Chỉ như con đang chạy xe dưới đường không thấy vậy á, thoáng qua khoảng 3 giây á. Rồi á, mà cô chú anh chị và các bạn, Di là Di thiệt sự mà nói là không biết cảm ơn như thế nào, nhưng mà bữa giờ là nhiều lời chúc, nhiều sự hỗ trợ, nhiều sự động viên, nhiều sự giúp đỡ đến từ khán giả đã yêu thương bà bá. Bây giờ bà bá như vậy là cả nhà Di cũng rất là vui, và Di cũng muốn chia sẻ cái niềm vui này đến cho cô chú anh chị và các bạn những ngày nay là lo lắng, đứng ngồi không yên chờ Di ra video. Đó, sức khỏe của cha hiện tại là mỗi ngày tốt hơn. Di cũng yên tâm rồi, Di cũng yên tâm rồi để lo, Di chắc cũng sắp xếp rồi sẽ đi về Thái lại để lo là đi làm. Đang làm. Con đang đi. Con mới luôn bà má. Con đang còn bỏ tôm bỏ mực tự làm, con đi vô bệnh viện đây trước. Hành lá chắc mất tiền lắm, con vẫn còn mua bỏ rồi tôi làm không ạ. Con tụi con đang chuẩn bị làm nhân mới bán nhân hải sản đó, xong cái làm nước đó. Mà xong bỏ hết trơn chạy về đó. Bỏ từ xe lên bán con. Bỏ vô tủ lạnh sao đó. Bỏ vô tủ lạnh. Dạ đúng rồi. Bỏ tủ lạnh nhưng mà tủ lạnh nhỏ xíu à. Tủ lạnh bỏ ngoài nữa. Mẹ cũng hỏi tao là bán. Mẹ ổ hỏi cha sao, con có kêu mẹ về nhưng mà mẹ hỏi cha sao rồi, nói cha con qua được qua nguy hiểm rồi, cái mẹ nói thôi vậy thôi mẹ không có về được, mất công tốn tiền. Mẹ sợ con tốn tiền á. Mẹ kêu đừng có tốn tiền, để tiền lo cho cha. Mẹ con nói thôi để vậy thôi, con về con nào cũng vậy mua bánh trung thu về cho mẹ ổ. Hả? Ráng đi, ráng ăn cho nó có sức khỏe cho. Nói chung là cha cũng gọi là thiệt chứ, ai cũng lo hết á, trăm ngàn người, cả trăm ngàn người á, ta cầu nguyện như cha đó. Niệm Phật, cầu Chúa, cầu Phật, cầu đủ thứ luôn, thần thánh gì hết, cầu hết. Cảm ơn khán giả. Mệt quá thôi, khỏi nói cũng được. Làm dấu ok cũng được. Trái tim cũng được, được không? Tay chân, tay làm được chưa? Trái tim không? Cái tay làm được trái tim không? Đây, tao trái tim sao? Trái tim sao? Rồi, được rồi, thôi về được rồi đó, cho trái tim rồi đó. Rồi, mệt ha, mệt ha. Ừ, con mạnh ra, mẹ. Đấy rồi. Bác sĩ kêu ho mạnh ra để lấy kêu là đàm trong miệng. Đó. Cha ho mạnh ra để đẩy cái đàm ra trong miệng ra. Cục nha đam lòi. Cục nha đam lòi hả? Cục nha đam. Bị mắc ho, cục nha đam à. Bỏ gì để lòi cục nha đam để nhai tiếp rồi. Trời ơi. Không có bỏ đâu. Rồi xong ha. Thôi vậy thôi vậy con tắt điện thoại để cho cha nghỉ ngơi nha, còn giờ ngồi nói chuyện với cha ha. Rồi cả nhà ơi, Di chắc Di tắt video nha cả nhà, để xíu Di nói chuyện tiếp. Hôm qua cơ thể cũng ok, chơi bữa lạnh ngắt tay chân ok. Cha nói gì? Mấy bữa không có máu có mang gì đâu. Nhất tập rưỡi có ăn có nhiều đâu. Không ăn uống, nhưng mà vẫn truyền chất dinh dưỡng vô người cha, cho duy trì ấy á, chứ không phải là ấy. Cha hôn mê nhưng mà vẫn truyền chất dinh dưỡng vô người cha, truyền thuốc vô người cha. Rồi vậy cha, thôi cha ngủ ha, rồi cha ngủ nha. Điện thoại để trên đây nè, dớ không dớ lên được đâu. Để con để dưới đây nha, rồi vậy đi. Không mệt lắm rồi,
mặt buồn ngủ rồi, đừng có nói nữa. Rồi ok. Rồi đi ra ngoài em ơi. Đi, cho cha nghỉ nha. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm. Cảm ơn con, cảm ơn con. Thôi đừng có nói chuyện nữa cha. Thôi được rồi. Cô cô nhớ bà cha lắm. Rồi vậy thôi. Chúng ta đi đâu rồi? Gán đi. Rồi, thôi vậy thôi con đi. Hết mưa cả nhà ơi. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng đúng luôn nè. Mọi thứ hiện tại rất là sáng với gia đình Di Nam. Luôn luôn sáng á, đừng có mưa xuống nữa nha. Mưa xuống nữa là ướt cái đầu hết trơn rồi. Hiện tại thì giống như là bỏ cái cục tạ trên vai xuống á. Nè, cái này nè, bông nè. Di Nam với mẹ đang ngồi ở ngoài gần ở ngoài sân của bệnh viện. Thì không biết nói gì nữa cả nhà. Nói chung là gia đình Di cả nhà xem cũng thấy nó trải qua rất là nhiều thứ, nhiều chuyện. Thấy chuyện của bà bá, chuyện bé Nan, chuyện bà bá. Ôi nhiều thứ trải qua. Viết rồi kiểu như mà mình trải qua nhiều cái chuyện vậy quá, cái kiểu như tâm hồn mình nó già già làm sao á. Nó không còn giống như lúc mà mới làm YouTube nữa. Di Nan mới làm YouTube cũng vô tư nhiều thứ lắm. Còn giờ thì nó hơi cứng lại. Cả nhà cũng xem chắc cũng thấy cái điều đó. Giống như nó bị chai lì. Bị chai lì. Với lại nó trưởng thành hơn á. Tại vì mình trải qua nhiều quá và cảm xúc của mình cũng được tôi luyện á. Có nhiều công sức, gia đình cũng có cố gắng, khán giả cũng lúc nào cũng bên cạnh. Tới hiện tại bà bá hiện tại là Di rất là mừng rồi. Còn nhưng mà bà bá vẫn còn một cái quãng đường điều trị cũng dài lắm cả nhà. Thì hy vọng sắp tới là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ, nó sẽ êm đẹp, nó sẽ nhẹ nhàng để cho mẹ Mai đỡ cực cả nhà. Mẹ Mai cũng đuối lắm. Di ở xa, Di Na ở xa, mẹ Mai với em Huy ở nhà. Mẹ Mai là cũng khá là cực. Cả nhà cũng thấy đó, mỗi lần mà bà bá mà bệnh cái một là mẹ Mai là cực nhất. Như Di sẽ có cái nói với Nan cũng cực lắm nha, theo trò thôi. Di nếu mà Di bệnh thì Nan cũng chăm sóc kiểu vậy đó. Thì may mắn cũng nói chung là mẹ Mai Di tìm vợ đó cũng muốn tìm giống ai giống mẹ Mai cả nhà. May mắn tìm được bé Nan. Tìm được bé Nan là nấu không có ăn, dình ăn không có ngon à, không sao nhưng mà chăm sóc được. Cái khác là chăm sóc. Chăm sóc được. Chịu làm lắm, làm việc nhà là chịu được. Dạ sạch sẽ. Thì được không? Thường thường là con trai á sẽ rất muốn là tìm vợ giống cái tính của mẹ. Không phải, nói với em Huy luôn, em Huy ơi, hết rồi, có hai người này thôi. Cái gì? Nước miếng có cái gì không? Hết rồi, có hai người thôi. Đúng rồi, có hai người này thôi. Cũng may mắn là mẹ Mai đó giờ không bệnh hoạn gì chân cả nhà. Cũng đỡ, chứ mẹ Mai hơi lì, mẹ Mai với mẹ Mai lì lắm. Giống con hồi mẹ, có hai người vậy thôi mẹ, lì lắm. Di thì cũng bệnh nhưng mà do là lao động á, cho nên là cũng kiểu như nó không, cũng ông trời thương á, cho nên là vẫn còn sức khỏe để đi làm. Thì một lần nữa là Di cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Thì cảm ơn rất là nhiều luôn. Hồi nãy bà bả có nói đó, bà má cũng mơ, 4994 nha cả nhà. Nhớ đi mua. Không, đừng có chơi số đời nha cả nhà. Vì mãi là kêu số đời nha. Ý là đi mua vé số mà. Vé số ấy đó. Do thôi vậy thôi Di, chắc là dừng video clip tại đây. Để đi mua vé số. Đi mua vé số. Mua vé số nha cả nhà. Rồi nếu mà cô chú anh chị và các bạn có yêu mến Di Nan thì đừng quên là hãy lên Shopee và Unisa Shop hay là fanpage Unisa Shop để mua hàng Thái Lan ủng hộ Di Nan. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, tạm biệt cả nhà. Video kế tiếp thì để xem có cái gì vui thì sẽ quay chia sẻ lại nha cả nhà. Tạm biệt, bye bye. Trời ơi, đang gấp chạy xuống Dương Đông để mua vé số. Bà này bắt giữa đường bẻ đọt keo nè, về ăn xôm tầm. Ăn xôm tầm chúc mừng bà bá mà tỉnh lại cả nhà. Đúng rồi,
lấy cái này trồng trung tâm già mình luôn. Cái cây này là mọc dài với đường, nhưng mà thật ra mà nói thì ở đất liền á cũng có người biết ăn á. Ở Thái Lan thì ta lấy cái hột này nè, nó chín lên ta lấy hột này ta tách ra để ta trộn gỏi ta ăn. Nó giống như nó ăn thì cũng ok, nó ngon ngon, nhưng mà nó cũng hơi thẩm thẩm á cả nhà. Ăn rồi rồi ta có trồng hỡi. Ăn rồi làm gì? Rồi ta trồng hỡi. Quá trời với em nhiều quá vậy. Cái bọc này sao đủ? Đủ hả? Mà đây là vợ tôi. Không tốn tiền ăn. Không tốn tiền. Vợ dám tôi với mẹ Mai là khó kiếm lắm. Không có mắc cỡ ai đấy, có áo mưa mà không có ai biết đâu. Mặc bé áo mưa là khẩu trang á, không mắc cỡ ai. Không có ai biết đâu, cái đó là bé Nè nè, bé Nè. Mình khẩu trang nhưng mà áo mưa không ai biết bé Nè. Không ai biết đâu. Ủa, vẽ cái gì đó hai đứa nó. Giờ em ơi. Yeah. Sao vậy, cái cây này làm gì vẽ nguyên cây vậy? Cao quá, vẽ xong rồi xuống luôn. Bó tay luôn. Bây giờ bả hết bẻ trái xanh này, bả bẻ trái già để về bả trồng á. Sợ ở nhà không có. Xuống 5 cái tiếp đi thăm già bầu, ê đi thăm bà bá lại là có ăn ở già luôn. Đó, bẻ mấy trái khô về trồng rồi. Đi. Rồi.